254. Tôi tới kiểm tra phụ. Vợ nhỏ của bác sĩ Lân đây chúng tôi đều rất hiểu ý. Hiện giờ có hai giường tình hình tương đối là bất ổn, suy tim hai lần, có bốn giường hôm nay đi tiểu hơi ít, nhưng những giường khác thì trạng thái cũng tạm ổn. Bác sĩ Lân, tôi tới đây giúp mọi người một chút đi mà. Bác sĩ Ngự Khoa muốn qua đây giúp á, không biết nên cho phép không nhỉ? Cơ mà mình cũng chẳng còn thiết phải làm, phải từ chối làm gì. Người đó cậu ấy qua giúp càng tốt chứ sao. Đồng thứ bên phải giãn to, hô hấp bên trái hơi có hơi yếu, tình huống không lạc quan mấy. Dùng Jabumine duy trì huyết áp, chuẩn bị dẫn lưu ngực trái và mời bác sĩ nội khoa lồng ngực tới tư vấn. Được. Chuẩn bị siêu âm bụng, điện tâm đồ phân tích khí huyết động mạch. Sau khi dẫn hút 300 lít, tốc độ chảy máu đã chậm đi đáng kể. Nhiệm vụ cấu giữa và chăm sóc người bị thương. Nội dung nhiệm vụ có 10 bệnh nhân bên trong phòng ICU 1 trên 10. Phần thưởng nhiệm vụ kỹ thuật sư chữa trị ngoại thương tim cấp đại sư. Ta biết tiến độ rồi, ta không đi, hệ thống. Vì không yên lòng nên đã quay lại xem tình hình bên Lăng Nhiên. Màn hình trong ICU đó mà đã phát hiện tiếng bíp là sẽ kêu hết tiếng này đến tiếng khác. Lúc nào cũng như vậy, bị ẩn gơ thật. Chính là vì thế này nên người ta mới không thể nào mà bớt lo nổi đi. Vâng tiên sinh, sao ngài lại lên đây? Ngồi ở dưới chẳng có gì thú vị cả, tôi lên đây nhìn thấy con thoải mái hơn. Khử rung tiên. Dù sao thì được quan sát bác sĩ Lăng làm việc thế này tôi cũng thấy yên tâm hơn nhiều. Ép tim ngồi lồng ngực. Hồi sức tim phổi cấp hồn Mỹ. Phát động kỹ năng Adrenaline. Tim vào tiếng thượng thận. Khử rung tim. Nhịp tim quay trở lại rồi. Bác sĩ Lăng canh thời gian chuẩn thật đó. Lại cơ nữa rồi, bác sĩ Lân là định ra tay nữa sao? Sao không giống như vừa nãy gì hết vậy? Anh xử lý đi. Bị cuốn theo tiết tấu của bác sĩ Lân hai lần liên tiếp nên mình suýt chút nữa thì quên. Đây vốn là lĩnh vực mà mình am hiểu nhất mà. Mình không thể nào mà để cho người ta hỗ trợ mình mãi được. Manito, tiến hành đặt nội khí quản. Bệnh nhân bị ung thư mũi chi căn lên não, đầu và não xung tây. Thường xuyên rơi vào hôn mơ nhưng vẫn có thể tự tử được. Thành quả có hơi tắc nghẽn. Nếu là mình thì mình sẽ chọn cách phẫu thuật mở khí quản thay vì đặt nội khí quản. Nhưng bác sĩ điều trị có vẻ khá tự tin nên. Không xong rồi, cảm phải thực quản rồi. Vậy bây giờ đó tôi làm cho. Túi mở khí quản. Không cần phải làm nhanh như vậy đâu bác sĩ Lân. Phòng việc của tôi ở đây đã xong, còn lại nhờ anh nha. Được. Ê khôn, thế này chẳng phải là tình huống bác sĩ cấp cao chuyển giao công việc cho cấp dưới hay sao? Mục tiêu điều chuyển quả thực là không nhất thiết phải cùng một nhóm. Nhưng mình đường đường là bác sĩ trưởng phụ trách phòng y khoa. Vậy mà lại có một bác sĩ ngồi khoa này là người cấp cao hơn thế này. Thật không bình thường chút nào. Quan trọng hơn cả là hình như tất cả mọi người đều không cảm thấy vụ này có vấn đề gì hết. Sau khi làm xong thì nói mấy thở. Tạm thời cứ như vậy đi đã. Lát nữa hẳn phải kiểm tra khí quản sau. Bác sĩ Lân, cậu kiểm tra phòng xong rồi đi sao? Nào có. Bác sĩ Lân, cậu cũng đã thấy rồi đấy. Hôm nay cô chúng tôi bận rộn thế này. Chẳng phải chúng ta lúc nào cũng như vậy hay sao? Lần trước á, lúc phó viện trưởng đã kiểm tra phòng, thái độ của bác sĩ Diêm đâu? Có thế này đâu. Thôi bỏ đi, tôi qua bên kia xem sao.
Bệnh nhân này trước kia chính là bệnh nhân của bác sĩ Jim bị ung thư dạ dày đi căn xương gan. Đây là lần thứ hai anh ta đến đây rồi. Anh ta rất là hợp tác với của chúng tôi trong quá trình điều trị. Khát vọng sống cực kỳ mạnh mẽ, hiếm có lắm. Ồ, di căn gan do ung thư dạ dày đây. Sao cho của tôi, cô cho tôi xem báo cáo khám nghiệm và phim chụp của anh ta đi. Cô hãy đưa hết các loại báo cáo cho tôi đi. Trước tiên đừng có nói cho những người khác vội. Bác sĩ Lân à, tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai biết đâu. Đây sẽ là bí mật nhỏ giữa hai chúng ta. Tỷ lệ sống sót sau 5 năm của bệnh nhân bị ung thư dạ dày này, di căn xương gan sau khi tiến hành phẫu thuật cắt bỏ, bình thường chỉ có 23,8% mà thôi. Nếu mà là người làm phẫu thuật thì tỷ lệ sống sót sẽ vượt qua mức bình quân này nhiều. Nhưng nếu muốn làm thì mình phải xin được sự đồng ý của khoa nội tổng hợp và hồi sức tích cực đã. Vài phút sau, bác sĩ Lân, bỏ qua đây đi, tôi nói ngay đi. Tài liệu đương nhiên không thể đọc ở trong phòng y cứu được. Chuyện này mình hiểu mà. Sao cô lại quay về đây thế? Trong y cứu đều đã có đủ người chăm sóc rồi. Cô không còn phải lo lắng quá đâu. Cô cũng nên quan tâm chú ý đến cơ thể của mình nữa đấy. Có chuyện gì thì ngày mai hẳn nói nha. Lần này anh ấy phát bệnh tí xỉu cũng không chịu nói với tôi. Anh ấy thế này có khác gì là muốn chết, chết trong nhà đâu cơ chứ. Ơi, mình thì lại thấy chết trong nhà cũng chưa chắc đã là chuyện gì xấu đâu. Từ khi phẫu thuật xong đến giờ, anh ấy lại càng cố gắng làm việc hơn nữa. Anh ấy nói bản thân muốn kiếm thêm một ít đồ cưới cho tôi. Tôi thực ra chẳng cần đồ cưới gì hết á, chỉ cần anh ấy vẫn có thể sống khỏe, sống vui mà thôi. Bác sĩ, anh ấy sẽ không chết đâu, phải không ạ? Chúng tôi sẽ cố gắng nghĩ cách cứu chữa cho anh ta. Y học hiện đại vô cùng tân hiến, ngày nào cũng có rất là nhiều kỹ thuật và phương pháp mới ra đời. Chưa biết chừng một ngày nào đó anh ta có thể được phẫu thuật và dùng thuốc đấy. Các cô muốn phẫu thuật đúng không? Cả bác sĩ trước đó đều nói anh ấy bị di căn nhiều quá, bị tri cụng hiểm, không phù hợp với phương án phẫu thuật. Tôi với anh ta bị di căn nhiều và vị trí cũng không thuận lợi cho lắm, vậy cô có muốn tiến hành phẫu thuật cho anh ta không? Tôi biết là bác sĩ Lăng cậu 3 năm qua đã tích lũy được khá là nhiều danh tiếng rồi, nhưng đây là ca phẫu thuật cấp cứu di căn xương gan, tình trạng của bệnh nhân xét thế nào cũng không phù hợp với phạm vi chuyên môn của cụ, đây chính là chuyện sống còn đấy. Các cô có muốn phẫu thuật không? Tôi muốn làm phẫu thuật cho anh ấy, nhưng tôi không biết anh ấy nghĩ thế nào về chuyện này. Chúng ta ra ngồi nói chuyện đi. Bác sĩ Diêm, anh thấy sao ạ? Nếu cô giữ bạn trai mình ở phòng, ở lại phòng ICU thì chúng tôi đương nhiên sẽ dốc hết sức lực cứu chữa cho anh ta. Nhưng căn bệnh ung thư này phát triển rất nhanh. Có thể là vài ngày, có thể là vài chục ngày, hoặc là nhiều nhất có thể là nửa năm. Nếu các cô muốn liều một phen thì có thể thử làm phẫu tôi xem sao. Tôi đề nghị các cô đến Bắc Kinh. Đến Bắc Kinh sao? Ý là chúng tôi không có đủ điều kiện. Nếu chỉ có thể phẫu thuật ở tỉnh Sơn Tây thì cô có thể đến gặp bác sĩ Lăng. Ít ra thì ở tỉnh chúng ta chỉ có thể mỗi tỷ lệ sống sót sau phẫu thuật do cậu ấy làm là cao nhất thôi. Một người còn trẻ như vậy mà đã là bác sĩ phẫu thuật ung thư giỏi nhất tỉnh rồi sao? Bác sĩ Lan ơi, xin cậu hãy cho tôi xin hỏi ý kiến của bạn trai mình đi được nhá. Sao rồi? Anh ta có đồng ý không? Anh ấy nói bản thân vẫn còn muốn ở bên tôi thêm một khoảng thời gian nữa. Anh ấy đồng ý. Bác sĩ Lan. Được. Sắp tới sẽ có người đến gặp cô để giúp cô điền đơn và giải thích tình hình tôi đi chuẩn bị trước đây. Bạn có muốn tôi bỏ nhiệm vụ cứu chữa và chăm sóc người bị thương không? Phần thưởng của nhiệm vụ này là kỹ thuật chữa trị ngoại thương tim các bạn. Sao có thể từ bỏ được cơ chứ? Không từ bỏ. Tắt khung đi, hệ thống. Bạn có muốn từ bỏ nhiệm vụ cứu chữa và chăm sóc người bị thương không? Thế này là sao? Hệ thống, mày bị cắt đĩa hay là hỏng luôn rồi hả vậy? Tao đã bảo rồi, không bỏ.
Bạn có muốn từ bỏ nhiệm vụ cứu chữa và chăm sóc người bị thương không? Tao nói lại lần cuối cùng, tao sẽ không từ bỏ đâu. Nhiệm vụ cứu chữa và chăm sóc người bị thương mới. Nội dung nhiệm vụ: có 10 bệnh nhân bên trong phòng ICU 1 trên 10, hoàn thành các phẫu thuật cắt dạ dày kết hợp cho bệnh nhân. Phần thứ nhiệm vụ: kỹ thuật chữa trị ngoại thương cấp đại sư. Mày vô lý quá rồi đó hệ thống. Nội dung nhiệm vụ tăng lên mà phần thưởng của nhiệm vụ lại không thay đổi là sao hả? Nhiệm vụ cứu chữa và chăm sóc người bị thương mới. Nội dung nhiệm vụ: có 10 bệnh nhân bên trong phòng ICU 1 trên 10, hoàn thành các phẫu thuật cắt dạ dày kết hợp cho bệnh nhân. Phần thứ nhiệm vụ: kỹ thuật chữa trị ngoại thương cấp đại sư. Một bình thuốc năng lượng. Mày cứ nói như trí cô ấy. Tao hiện giờ chẳng có thời gian để cãi nhau với mày đâu. Lan Nhiên, cậu vào đây rồi mau đóng cửa lại nha. Mấy cái tên đại biểu y dược đó rảnh rỗi quá, không có việc gì làm nên hay là không hết chuyện trong này lắm. Tao đã xem tin nhắn cậu gửi cho tao rồi. Cậu hiện giờ à, thực ra cũng không phù hợp với ca phẫu thuật này lắm đâu. Loại phẫu thuật ung thư da dày này, di căn này ở bệnh viện chúng ta thường được đội ngũ điều trị toàn diện đa ngành thực hiện, cũng chính là MGT. Số lượng bộ phận có liên quan không ít ỏi gì đâu. Càng nhiều bộ phận tham gia thì càng có thêm nhiều sự trợ giúp hơn mà. Trợ giúp thì trợ giúp, nhưng việc phải làm sao mà cân đối được các bộ phận thì phiền phức vô cùng. Cậu thực sự muốn thực hiện cái này sao? Vâng. Bệnh viện chúng ta đã tiến hành triển khai MDT được một khoảng thời gian rồi. Nói đơn giản thì cũng đơn giản, mà nói là khó thì cũng khó lắm. Phải nói là có người làm thì thấy dở, nhưng có người làm thì lại thấy khó mới đúng. Theo như mình thấy thì Lan Nhiên thực ra không hợp làm mấy cái dạng phẫu thuật kết hợp nhiều bộ phận chuyên khoa như thế. Mình có cái danh phó viện trưởng này thì có khi còn dở thở. Tiếc là vì sao mình lúc nào cũng nghĩ đến cái chuyện tới khoa cấp cứu, vì sao cũng suốt ngày cứ đi chọc ngay người ta cơ chứ. Chẳng phải là vì mấy năm đầu toàn bị các bộ phận khác chèn ép, bị các chuyên khoa khác hành hạ hay sao? Từ trung tâm cấp cứu Vân Hoa được xây dựng đến đây, mặc dù các chuyên gia khoa khác vẫn luôn hợp tác với nhau mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào, nhưng muốn bọn ta hỗ trợ một cách vô tư ấy hả? Không bao giờ cái chuyện đó đâu. Cái này có thể nói là khó khăn vô cùng. Đối với ca phẫu thuật kết hợp gan dạ dày này, để tao tính toán sơ qua cho cậu xem cần những phòng ban nào phối hợp nhé. Bệnh nhân được chuyển từ khoa nội tiêu hóa tới, nhưng cả khoa nội tổng hợp lẫn khoa nội tiêu hóa đều muốn tham gia vào ca phẫu thuật cấp bậc này. Đương nhiên là cả khoa phẫu thuật gan mà cũng phải tham gia nữa. Vậy là chưa gì đã có 4 khoa rồi. Tính cả chúng ta thì sẽ có 5 khoa cùng hợp tác phẫu thuật, nhưng tính ra vẫn cần cả khoa giải phẫu, khoa chẩn đoán hình ảnh, khoa hóa trị liệu, rồi khoa nội ung thư nữa. Chủ trì mà là chúng ta thì các khoa có sẵn sàng cử người tham gia không ạ? MDT lập phương thức lấy bệnh nhân làm trung tâm, mọi người cùng tổ chức các hợp đỡ phối hợp và giải thích chi tiết tình hình cho bệnh nhân, bao gồm cái việc thuyết phục bệnh nhân nữa. Ngồi thực tế lãnh vực của khoa ai thì khoa đó sẽ tự giác và thực hiện nhiệm vụ của mình. Chắc chắn sẽ không có việc người này vừa làm hậu cần vừa làm kỹ thuật đâu. Đang cố tiêu hóa thông tin, sao lại không được ạ? Vì phương thức hợp tác đa ngành này là trào lưu phổ biến hiện nay đi ạ. Tôi không có hứng thú theo đuổi thời trang đâu ạ. Ta không có ý đó. Nhưng mà trào lưu đến rồi sẽ lại đi. Dù nó trở thành xu hướng chủ đạo thì cũng không phải là sự lựa chọn duy nhất. Hơn nữa, thân nhóc Lan Nhiên này có thể làm cả phẫu thuật cắt bỏ gan và cắt bỏ dạ dày, nên về lý thuyết mà nói, nó hoàn toàn có thể một mình hoàn thành các phẫu thuật lần này. Thế này đi,
Tôi sẽ thành lập một tổ chức hợp tác điều trị toàn diện trong ngành. Lần nhiều. Cô cũng đã chuẩn bị một chút để ngày mai đến hội trường họp nhé. Nhớ đến sớm một chút đi. Vâng. Ngày hôm sau. Cậu đến lâu chưa? Tầm mấy tiếng rồi ạ? Tới sớm thế làm gì? Tại tôi cứ tưởng chủ nhiệm ngài có sắp xếp gì đặc biệt ấy mà. Đến với đối thủ của mình là hành động tôn trọng đối phương cơ bản khi chiến đấu, nhưng không còn phải sớm quá như vậy đâu. Lỡ đánh lâu thì lâu dài thì đến sớm lại chẳng chẳng thành ra lãng phí sức lực của mình hay sao? 5 phút sau, phó chủ nhiệm các phòng ban khác lần lượt vào phòng họp. Mọi người chắc hẳn đều đã đến đông đủ cả rồi nhỉ, lão Hắc, bắt đầu được rồi đó. Lần nhiên, cậu giải thích bệnh trạng của bệnh nhân đi. Bệnh nhân 37 tuổi, phần bụng trơ có cảm giác chướng đầy, trào ngược axit, nôn mửa, không quá nghiêm trọng, đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ đa phần dạ dày và các hạch. Mấy phút sau, tiếp theo sẽ là phần giải thích của khoa hình ảnh. Phim chụp CT của bệnh nhân cho thấy thành dạ dày trên bờ cong ở thon dạ dày dưới tam vị có hiện tượng dày lên. CT cũng không cho thấy mật mật độ bóng ở trong lá gan thấp. Kết quả với kết quả kiểm tra nồng độ AFP trong gan và xét nghiệm C chẩn đoán theo đó là ung thư dạ dày di căn gan. Mấy cuộc họp thế này lãng phí thời gian chết đi được, nếu không phải vì nó mặt lão Hắc thì mình chẳng muốn tới hội trường đọc cái báo cáo này chút nào. Bóng CT gan mật độ thấp sao? Kết quả chỉ đưa ra được có vậy thôi sao? Bắt đầu có ý kiến đối chọi rồi đấy à? Nhưng sao người bắt đầu lại là Lan Nhiên thế này? Lan Nhiên à, khổ hình ảnh là đồng minh một nửa của chúng ta đấy. Thôi bỏ đi. Lan Nhiên có biết thế nào là đạo lý đối nhân xử thế đâu? Không hiểu ám hiệu bằng mắt của mình là phải rồi. Mình vẫn phải đích thân ra mặt giảng hòa thôi. Bác sĩ Lan của chúng ta lắm lúc nghiêm túc quá ấy mà. Lần nhiên à, đồng nghiệp bên khoa hình ảnh quả thực rất là bận rộn. Không phải vậy đâu, dọc theo rìa khối HU có mật độ bóng rất là cao đấy. Bệnh nhân được chụp CT có tiêm thuốc cản quang, mật độ bóng cao ở đây cho thấy dị căn đã ăn mòn mạch máu của bệnh nhân, triệu chứng này nhất định phải nói. Cậu ta nói vậy có khác gì là thách thức công ngờ của khoa hình ảnh? Động trong bảy ngược của bên mình đâu có chứ, phải mau chóng phản bác cậu ta mới được. Mình vốn định mò cá, nhưng lại không mang đủ thông tin theo, đành phải trực tiếp xem phim gốc thôi. Ở trong tâm ổ bệnh có vết tăng quang, xét từ góc độ đó mà nói thì nó liên quan đến việc cung cấp máu cho động mạch gan. Chỉ có vậy thôi sao? Tình trạng tăng quang dạng đớm ở trung tâm ở bệnh thế này vẫn còn khá là hiếm, vậy nên chúng ta phải nhờ bác sĩ ở các khâu tiếp theo. Không đúng, trọng tâm chú ý của ngài sai rồi. Lớp này ngài cần xem điểm vôi hóa ổ bệnh mới phải, chính là chỗ này. Ngài đã nhìn ra chưa? Nhiều chấm vôi hóa thế này chính là biểu hiện đặc trưng của di căn gan. Chúng ta tiếp tục nào, giờ đến lượt khoa nội ung thư hay là khoa nội tiêu hóa đây? Hay là để chủ nhiệm hạ của khoa phẫu thuật gan mật nói trước đi. Sao tôi lại là người nói trước cơ chứ? Đây là bệnh nhân của khoa phẫu thuật tổng quát cơ mà. Nhìn sao cũng thấy khoa phẫu thuật tổng quát nên nói trước mới đúng. Đây không phải là bệnh nhân của khoa phẫu thuật tổng quát chúng tôi, Lão Đình. Khoa nội tiêu hóa bên ông mới là người nên nói gì đó đi đấy.
Nhìn từ góc độ của chúng tôi mà nói thì tình trạng thể chất của bệnh nhân không được tốt cho lắm, có tiến hành phẫu thuật cũng chẳng đem lại ý nghĩa gì nhiều. Đối với bệnh nhân này, chúng tôi đề nghị tiến hành hóa trị, duy trì thuốc acetabine cho bệnh nhân xem có thể loại bỏ được di căn không. Muốn đối phó với mấy cái tên phẫu thuật nội khoa kia ấy mà, mình chỉ cần dùng các phương pháp nội khoa là được. Bên mình chẳng có ai có kỹ năng tốt cả, bất cỡ một cái là xin nổ tung luôn. Mà nếu đưa ra phương án quá khó thì lại không có cách nào mà tiến hành được. Lỡ bị bắt thực hiện thì chẳng khác gì là bị bờ đá tự đập chân mình hết. Các ngài cảm thấy cái này bên các ngài không phẫu thuật được nữa thì tôi cũng có thể hiểu được. Ừ, cứ vậy đi. Cậu lão đây nói xong bị người ta hiểu thành kỹ thuật của khu nội tiêu hóa kém luôn rồi, có phải là có khác gì là tự lấy đá đập chân mình đâu cơ chứ. Khâu tiếp theo nào, hôm hay là lão Hà ông nói đi. Người đời thơ từ bên ngồi về như mình á, căn cơ vốn không vững chắc, mất gì lão khốn này lại châm lửa đốt cả mình thế, lão ta bị điên à? Những lúc thế này á, cái đám bệnh viện quân y các người tự mà đi đấu đá với nhau đi chứ. Giờ thì giải ngơ tập trung vần vò cốc nước của bản thân à. Mấy người không dám đắc tội với hát tùng quân thì chẳng lẽ tôi lại dám chắc đâu vậy. Mình cứ theo bọn họ là xong. Bác sĩ Lân, cậu nói thử đi cho tôi nghe kế hoạch của cậu với nào. Vậy là hội nghị đã nhất trí đồng ý với kế hoạch của Lân Nhiên. Thật không ngờ lần tranh giành quyền chủ đạo ở trong ca bệnh này lại nhẹ nhàng đến thế. Lân Nhiên à, cậu có thể nhìn thấy vẻ mặt vừa nãy của Vi Thanh không? Qua phẫu thuật tổng quá từ đó tới giờ bảo thủ chết đi được, vậy mà lần này á là bị cậu gõ cho mấy mặt luôn. Đến phẫu thuật tổng quát cũng phải chịu thua rồi. Chưa biết chừng á một ngày nào đó chúng ta lại mở được luôn cái phòng khám tiêu hóa cũng nên. Chủ nhiệm à, tôi không có nhiều thời gian để đi phẫu thuật đường ruột như vậy đâu. Mấy cái việc treo nước bổ dịch ấy rườm rà lắm. Cậu cứ tiếp tục phẫu thuật gan của mình đi. Phải rồi, vừa phía bệnh nhân ấy à, chúng ta phải lấy hai cái bản giấy đồng ý phẫu thuật, sau đó ta sẽ tìm người tới quay video phẫu thuật lần này, sử dụng làm tư liệu bài giảng cho các thực tập sinh. Về sau cậu có muốn viết luận văn cũng tiện hơn. Cứ thế đi nha. Nên nhiên, cậu đi chuẩn bị cho thật tốt đi. Nụ cười hôm nay của hai chủ nhiệm thật không bình thường chút nào, lại sắp có tương lai, sắp có tai ương gì ghê gớm xảy ra nữa à? Lão Hà có biết phép thuật đâu, làm sao mà chỉ cười mà có thể gây ra tai ương được. Bác sĩ Chu à, tôi không có nói gì hết nha, đây là lời anh nói đấy nha. Lỡ mà có chuyện gì xảy ra thật thì cậu liệu mà giữ vững tinh thần, siêng năng làm việc lên. Này, cậu có rảnh ở đây á, nói năng liên thiên như vậy á, thì chi bằng học hỏi thêm từ chỗ Lân Nhiên đi. Tình trạng của bệnh nhân thế nào rồi? Tình trạng ổn định lắm ạ. Sau này chúng tôi có chụp CT cho bệnh nhân thì thấy diện tích có hơi tăng lên một chút. Để tôi xem nào. Dấu hiệu có người rõ ràng quá này. Cả khối u di căn gan có quá trình trao đổi chất mạnh mẽ, do đó lượng máu cung cấp sẽ không đủ khiến số lượng tế bào lớn, tế bào khối u sẽ chết đuối ở trung tâm vùng bị tổn thương, dẫn đến hiện tượng mật độ ảnh thấp ở trung tâm. Phạm vi này lớn hơn một chút với cái độ xám khác hẳn so với tế bào bình thường. Hình dạng của bệnh này ở trên phim chụp CT giống hệt như con người của người, được gọi là dấu hiệu con người. Bệnh nhân làm hóa trị một lần rồi sao? Đúng thế. Anh xem có thể điều chỉnh được thêm gì không nhá. Cố gắng để ngày mai bắt đầu phẫu thuật luôn.
Tôi sẽ sắp xếp luôn bác sĩ Lân. Có muốn nói gì đó với người nhà bệnh nhân không? Bệnh nhân, quyết định phẫu thuật cũng là hy vọng có thể kéo dài thời gian sống sót của bản thân đúng không? Phẫu thuật kết hợp gan với dạ dày là cách chữa trị dứt điểm. Nói là trị dứt điểm nhưng thực ra chưa chắc đã dứt điểm được đâu. So với việc nằm chờ chết ở trong phòng ICU, bệnh nhân sau khi phẫu thuật sẽ có xác suất sống sót nhất định trong vòng 2 năm. Xác suất sống sót trong 1 năm sẽ cao hơn. Đây chính là ý nghĩa của ca phẫu thuật này. Tôi hiểu rồi ạ. Chúng tôi có thể bên nhau thêm 1 năm nữa là đủ rồi, thật đó. 1 năm có thể làm được thêm biết bao nhiêu chuyện. Như thế là đủ rồi. Sát thương tăng cao, ST tăng cao, nhồi máu cơ tim, mau báo cho khoa tim mạch đi. Cứu được người vừa rồi. Nhiệm vụ cứu chữa và chăm sóc người bị thương mới. Nội dung nhiệm vụ có 10 bệnh nhân bên trong phòng ICU 10 đến 10. Hoàn thành một ca phẫu thuật cắt dạ dày kết hợp lá gan cho bệnh nhân. Hoàn thành nhiệm vụ kỹ thuật chữa trị ngoại thương tim cấp đại sư. Một bình thuốc năng lượng. Hệ thống, ta vẫn chưa có cứu hết được 10 bệnh nhân ở trong phòng ICU mà chỉ. Có chữa và chăm sóc người bị thương mới mới á ấy mới mới à thôi, nhiệm vụ này là do mày đưa ra, mày thấy vui là được rồi, dù gì thì kỹ năng cũng sẽ vào túi tao cả mà. Bye bye bác sĩ Lăng à, bác sĩ vừa nghỉ ngơi đi, dù gì bác sĩ cũng là người khô của cấp cứu, ở mãi ở trong phòng y của chúng tôi lâu quá cũng không ổn cho lắm. Với lại ngày mai cậu vẫn phải chuẩn bị cho ca phẫu thuật của bệnh nhân nữa mà, không phải sao? Tôi biết rồi, nhưng bác sĩ Diêm à, trong anh mệt mỏi quá, để tôi đấm bóp cho anh một chút nha. Bác sĩ Lân, tôi có mệt gì đâu, có cậu nói cái gì vậy chứ? Ôi, được bác sĩ Lân đấm bóp cho đúng thật là cảm giác sảng khoái lạ lùng này là sao? Nữa rồi, tôi về đây. Sao bác sĩ Diêm lại mệt mỏi đến mức ấy vậy? Còn hỗ trợ gì thì cứ gọi cho tôi nha. Cứ không ở đây thì tôi sẽ không lo lắng, mà không lo lắng thì tôi sẽ chẳng làm việc đến mức mệt mỏi như vậy đâu. Cậu ở đây thì tôi sẽ không lo lắng, mà không lo lắng thì tôi sẽ chẳng làm việc đến mức mệt mỏi như vậy đâu. Cả phẫu thuật sắp được bắt đầu. Nhưng hình như Lan Nhiên chưa từng thực hiện phẫu thuật kết hợp gan và dạ dày bao giờ đúng không? Ngày hôm sau, tôi vẫn còn nhớ ca phẫu thuật tắc ruột đầu tiên ông làm hồi trước cũng được tiến hành mà không có bất kỳ một hướng dẫn nào, chỉ bám theo sát thôi còn gì. Hồi đó khác, bây giờ thì khác hồi đó thế nào cơ chứ? Hồi đó không có nhiều điện thoại di động, cũng không có nhiều camera trong phòng mổ thế này. Trình độ phẫu thuật gan và dạ dày của Lan Nhiên đều cực đỉnh cao. Cậu ấy khiêu chiến ca phẫu thuật kết hợp gan và dạ dày này cũng là lẽ đương nhiên thôi. Nên trước tiên chúng ta cứ quan sát quá trình phẫu thuật đi đã. Phẫu thuật cắt bỏ kết hợp gan và dạ dày chuẩn bị bắt đầu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy lão đại vẽ một cái đường dài như vậy, cũng là lần đầu làm phẫu thuật đầu tiên tổ của chúng ta mở toàn bộ ổ bụng của bệnh nhân ra luôn đi. Hôm nay mình đã mô phỏng bằng máy giả lập rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì bác sĩ lời người hình như tình huống không được lạc quan cho lắm. Đừng lo, nhớ chú ý lực hút. Bây giờ có thể làm chính là phải đuổi theo trình tự của Lan Ca. Bạn gạt. Sau 4 tiếng, lúc vừa nhớ chú ý sức khỏe và ghi lại thời gian lúc bệnh nhân đi tiểu. Y tá đó là thân nhân của bệnh nhân nào vậy? Là người mà bác sĩ Lan kiếm từ ICU vừa và đang làm phẫu thuật lớn ở trong phòng số 1. Đang giải phẫu là phẫu thuật kết hợp gì đó sao? Lâu trước không có chú ý tới chuyện này, hóa ra là làm giải phẫu, xem ra mình nên đi xem một chút. Đang giải phẫu là phẫu thuật kết hợp gì đó sao? Lúc trước không chú ý chuyện này, hóa ra là làm giải phẫu, xem ra mình nên đi xem một chút.
Bác sĩ Triệu cũng tới đây xem bác sĩ Lăng làm giải phẫu sao? Lão chủ, tại sao ông lại mang đồ ăn vào đây? Chủ nhiệm, lót dạ một chút không? Cũng được đó. Ông cũng qua đây ăn bún heo đi. Trong lớp này lâu hết ông còn ăn được sao? Cho dù có lo lắng tới đâu thì cũng không bên bỏ không quên bỏ ăn. Bởi vì chúng ta còn phải có thể lực và tinh lực tốt. Hả? Đây là có hàm ý gì? Chủ nhiệm, thủ thuật này có Lăng Nhiên là như nào vậy? Đây là không làm phẫu thuật nhẹ nhàng rồi, Lăng Nhiên mà. Ông biết đấy, rất là đời. Muốn biết làm được vậy thì phải có năng lực. Để xem cô ấy có thể cắt bỏ được hết di căn hay không. Muốn làm được vậy thì phải có năng lực. Để xem cô ấy có thể cắt bỏ được hết di căn không. Người chủ nhiệm hát nói xong mới còn tưởng là ca phẫu thuật không thuận lợi chứ căn bản không nhìn ra được. Nhưng Lăng Nhiên hiển nhiên đã có chút tiến bộ. Anh đã hơn 4 tiếng đồng hồ, mệt mỏi quá rồi. Sao trông bác sĩ Lăng như không có việc gì vậy? Lâu mồ hôi. Bác sĩ Lăng có muốn nghỉ một chút không? Không cần. Ai mời thì nghỉ ngơi đi, thay người khác vào. Mới là bỏ sạch sẽ di căn và chừa khoảng trống cho phần gan còn sót lại. Lúc này là thời điểm phức tạp nhất để thiết kế đường đi cho vùng cắt bỏ, không thể dừng lại. Nhìn từ đầu tới giờ bác sĩ Lân vẫn còn sức, dù không cần nghỉ ngơi nhưng hỗ trợ cái khác không khác nhiều so với cuộc phẫu thuật của chúng ta mà. Tất cả đều vô nghĩa khi cậu mở rộng tầm mắt. Người trước mà cậu đó là ai? Dư viêm. Cậu hãy đi qua đó cho họ một lời giải thích rõ ràng vào cuộc phẫu thuật tổng quát. Bác sĩ Lân làm lá gan dạ dày này kết hợp với giá trị liệu tận gốc khác xa so với những người khác. Ung thư bao tử lá gan di căn của bệnh nhân. Có một nguyên nhân bệnh nhân không thích hợp trị liệu ngồi khô là do thân thể quá yếu, năng lực chịu đựng yếu. Ở phương diện này bác sĩ Lan phát minh ra cắt bỏ lá gan này phù hợp hơn. Kỹ năng mới này của bác sĩ Lan cũng kích thước cũng chỉ có cô mới nói như vậy. Đây là phương án trị liệu được tỉnh công nhận, hiện tại cũng không có ít người có danh tiếng cũng chưa phục. Anh không tin thì hãy viết một bài để cãi đi. Được rồi, xem giải phẫu đi. Cũng bắt đầu tới giai đoạn khâu lại gan rồi. Trợ lý kiểm tra mạch máu tim quỷ. Chờ chút. Tình trạng của bệnh nhân bây giờ không thể chịu được một lần cắt bổ. Tới bước này còn phải cẩn thận một chút. Hệ thống người giả lập. Hệ thống người giả lập. Đã muốn ổn thì tới bước nào thì cũng phải kiểm tra lại. Bác sĩ Lan, đây là Lão Nhiên, đây là lại là làm gì vậy? Xảy ra vấn đề gì sao? Nhìn cái vẻ xuất hiện sai sót gì rồi? Cả người không hiểu rồi. Đây là thói quen của bác sĩ Lan khi phẫu thuật, anh ấy thường xuyên có giai đoạn phải suy nghĩ giống như là một cao thủ đánh cờ vây đó. Anh ấy phải xem xét mọi khía cạnh và đưa ra phán đoán toàn diện. Làm vậy có thể tính trước được 30 bước tiếp theo. Thật hay giả vậy rồi, chúng ta trước đó chưa thấy, sao chưa thấy qua vậy? Có vụ này nữa sao? Lớp bác sĩ Lan suy nghĩ thì sẽ có dài, có ngắn. Ngắn là vài chục giây, dài có lẽ là vài phút. Lúc chúng tôi ở Kinh Thành cũng không có ít người bị dọa bởi bác sĩ Lan đâu. Bác sĩ Lan, cố lên đi. Tôi sắp đỡ không nổi nữa rồi. Vậy là giống như luyện thái cực, đó là thói quen của bác sĩ Lan sao? Đúng vậy đó, mặc dù giống như là đánh thái cực nhưng thực ra là bác sĩ Lan đang mô phỏng một số động tác là phẫu thuật. Mau nhìn, bác sĩ Lan lại quay lại bình thường rồi. Tập trung chú ý chuẩn bị cầm máu bờ ngồi vết thương. 258.